Thế giới hôm nay xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với video. Ký sinh trùng là một điều hết sức bình thường trong thế giới tự nhiên. Thế nhưng có lẽ các bạn không biết là có một số loại ký sinh trùng hết sức quái đản. Chúng có thể thay đổi não và kiểm soát hành vi của vật chủ, biến vật chủ thành zombie. Các bạn thấy đấy, không như các zombie trong phim kinh dị đều là xác chết. Zombie đời thực vẫn sống, ăn và ngủ bình thường. Chỉ có điều, mọi hoạt động của nó đã bị khống chế và điều khiển bởi kẻ khác mà không hề hay biết. Nghe rất đáng sợ đúng không nào? Nhưng may mắn là những quái vật này chỉ ký sinh trên các loài động vật, côn trùng, chứ nếu trên người thì nguy rồi. Để biết đó là những loài ký sinh nào, chúng ta hãy cùng khám phá 7 quái vật sẽ biến vật chủ thành zombie nếu bị chúng ký sinh nhé. 7. Lechoglorium. Đây là hình ảnh một con Opsen bình thường, còn đây là một con Opsen zombie. Các bạn có phát hiện chúng khác nhau ở điểm nào không? Một con Opsen kỳ lạ với đôi mắt đang nhấp nháy màu xanh và cam. Đừng hoài nghi những gì bạn đang nhìn thấy, vì tất cả đều là sự thật. Thực chất, con ốc sên này đã bị một loại ký sinh trùng tấn công. Loại ký sinh trùng này là Lecoglodirium paradoxum, còn được gọi là dung dẹp khoang xanh. Chúng xâm nhập vào hệ tiêu hóa của ốc sên ngay từ giai đoạn ấu trùng và tiếp tục phát triển trong cơ thể ốc sên. Khi trưởng thành, chúng dần di chuyển về phía đầu và mắt của những con ốc sên vật chủ và kiểm soát những tế bào thần kinh. Chúng khiến cho vật chủ trong nội bộ dễ bị phát hiện bằng cách liên tục di chuyển ngoe ngoại trong đó. Những cá thể ốc sên bị nhiễm loại ký sinh trùng này có thể di chuyển nhanh gấp 3 lần bình thường và liên tục bò lên cao hoặc những vị trí thoáng đãng để thu hút chim săn mồi. Tại sao những con dung ký sinh phải làm vậy? Vì chúng muốn hoàn thành vòng đời của mình. Loài dung này sinh sản trong ruột của chim, giải phóng trứng trong phân chim và sau đó sẽ vui vẻ chui vào một con ốc sên khác để hoàn thành toàn bộ vòng đời kỳ quái của mình. 6. To vò giáng lục bảo. Đối với con người, loài to vò này gần như không ảnh hưởng nhiều, cũng không có danh tiếng là loài động vật nguy hiểm. Tuy nhiên đối với loài giáng, to vò giáng ngọc lục bảo thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng. Bởi chúng có khả năng ký sinh và biến loài giáng thành những xác sống chính hiệu. Bước đầu tiên, to vò cái sẽ tìm kiếm một con giáng và chích vào cơ thể nó khiến cơ thể giáng bị tê liệt tạm thời. Đến lần thứ hai, chúng tiêm nọc độc vào não của giáng. Nọc độc của loài này bao gồm các độc tố thần kinh khiến vật chủ bị chết không thể cử động nổi. Khi nọc độc đã có hiệu lực, to vò giáng lục bảo sẽ bẻ gãy rau của con giáng và uống máu của nó. Con giáng lúc này đã biến thành zombie và bị kiểm soát hoàn toàn. Bằng khả năng thôi miên điều khiển nạn nhân, chúng dẫn giáng đến một cái tổ đã chuẩn bị và đẻ một quả trứng trên bụng của con giáng. Khi trứng nở, chúng bắt đầu ăn cơ thể của con giáng từ trong ra ngoài, trong khi con giáng này vẫn còn đang sống. Khoảng một tháng sau, con to vò ngọc lục bảo ký sinh bên trong đã trưởng thành. Chúng sẽ xé toạc cơ thể của con giáng để chui ra ngoài, đồng thời kết thúc luôn sự sống của vật chủ. 5. Nematomorpha. Vâng, bạn hãy xem video về một con quái vật đang chui ra từ phía sau con bọ ngựa, vì vật chủ đã chết và không còn có ích cho sự ký sinh của nó. Để rồi nó sẽ tìm một nạn nhân tiếp theo làm mồi sống cho con quái vật này. Các bạn có biết đây là loài vật nào không? Nematomorpha, còn gọi là dung bờm ngựa, chuyên ký sinh trên các loài côn trùng như bọ ngựa, châu chấu, đặc biệt là dế. Khi trưởng thành, dung ký sinh sống trong nước ao hồ và đẻ con ở dạng xoáng nhằm đầu độc các côn trùng khi uống nước ở đây. Sau khi xâm nhập vào vật chủ, dung con sẽ lớn lên trong cơ thể vật chủ. Khi đủ lớn, chúng tiết ra chất có khả năng phá hủy hệ thống thần kinh, bắt đầu kiểm soát tâm trí vật chủ, biến các con vật bị chúng ký sinh thành zombie. Dưới sự điều khiển của dung bờm ngựa, các vật chủ sẽ tự nguyện nhảy xuống nước tự tử và chết đuối. Đến giai đoạn này, dung bờm ngựa sẽ ra khỏi cơ thể của vật chủ. Ở trong nước, chúng lại đi tìm một bạn đời mới để tiếp tục chu kỳ sinh sản của nó. 4. Toxoplasma gondii. Nếu bạn phát hiện một con chuột nào đó lại vần quanh chú mèo nhà mình một cách kỳ lạ, thì thứ bạn đang thấy là một con zombie chuột đấy. Còn vì sao chúng lại trở nên như thế? Là vì chú chuột xấu số ấy đã bị loài ký sinh trùng đơn bào Toxoplasma gondii, hay còn gọi là trùng công tấn công và điều khiển mọi hành động. Chú chuột khi ấy không còn biết sợ mèo là gì, thậm chí dưới sự điều khiển não bộ của trùng công, chúng trở nên yêu thích mùi nước tiểu của mèo. Con chuột sau đó sẽ đi tìm kiếm con mèo qua mùi nước tiểu. Điều này đôi khi khiến những con mèo khó chịu và tránh xa, trong khi nhiều con mèo mạnh mẽ hơn thì sợ tái con chuột đang tình nguyện nạp mạng cho mình. Sau khi bị cá thể mèo ăn thịt, trùng công chuyển sang lây nhiễm cho cơ thể mèo và sinh sản trong ruột của nó. Trùng công cũng là tác nhân gây nên bệnh Toxoplasmosis, một loại bệnh thường gặp ở mèo. Bệnh này cũng có thể lây lan từ mèo sang người.
Ở người, trùng công thường phát triển trong các mô cơ thể như cơ xương, cơ tim, mắt và não. Những người bị nhiễm toxoplasma đôi khi bị các bệnh như tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và hội chứng lo âu. Ba, nấm ma quỷ. Nếu như bạn là fan của những bộ phim kinh dị hay game hành động thì sẽ chẳng lạ làm gì những con zombie lờ lững đi lại. Trong thế giới tự nhiên cũng tồn tại một loài nấm ký sinh có thể biến vật trở thành zombie và chúng đang hủy diệt hàng đàn kiến trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Khi bào tử nấm bám chặt vào kiến thợ trong khi chúng bay qua những thảm rừng trước khi trở về tổ trên những vòng cây cao. Sau đó, nấm bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể kiến, dần dần xâm chiếm nó và tiết ra hóa chất đặc biệt nhằm điều khiển hành vi của con kiến. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loại nấm ma quỷ này không điều khiển não bộ của kiến mà chủ yếu kiểm soát các mô cơ. Đó là lý do vì sao sau khi bị nhiễm độc, một số con sẽ có những hành động kỳ lạ, thường như lao đi không xác định phương hướng, còn một số khác sẽ rơi từ ngọn cây xuống. Cuối cùng là con kiến xấu số này sẽ cắm hàm của nó vào một chiếc lá và vờ chết. Khi con kiến tử vong, cũng là lúc nấm bắt đầu nảy mầm trên đầu kiến, tạo thành một bọc bào tử nấm xù xì, sẽ rụng xuống thảm rừng khi màn đêm buông xuống và tiếp tục phát tán bào tử để lây nhiễm những con kiến mới. 2. Ong bắp cày ký sinh. Thiên nhiên quả là có nhiều điều kinh hoàng và loài ong bắp cày này là một trong số đó. Ong bắp cày biến nhện thành zombie nghe như một ý tưởng của bộ phim kinh dị nào đấy, nhưng đây là sự thật. Trong vương quốc côn trùng, có lẽ loài ong bắp cày là loài độc ác nhất, mang rợ nhất. Chúng được ghi nhận là loài động vật có hành vi điều khiển, chiếm dụng cơ thể con mồi tàn ác nhất. Để zombie hóa con nhện, trước tiên ong bắp cày bơm nọc độc vào nhện, khiến nạn nhân tê liệt. Sau khi con nhện tê liệt, ong bắp cày trực tiếp bơm trứng vào cơ thể nhện. Khi trứng nở, ấu trùng ong bắp cày sống ký sinh hút huyết tương của nhện, bắt đầu giai đoạn kiểm soát hệ thần kinh của vật chủ, biến con nhện thành xác sống. Hút chất dinh dưỡng của vật chủ, ấu trùng ngày càng phát triển, nó chiếm quyền kiểm soát hệ thần kinh của nạn nhân. Chỉ đạo cho con nhện làm ra một loại lưới đặc biệt. Sau khi thấy loại lưới dạng kén mà nạn nhân dệt xong, ấu trùng ong bắp cày lập tức giết chết nhện vì hết giá trị lợi dụng. Uống mình trong chiếc kén mà nạn nhân dùng cả mạng sống của mình để dệt, ấu trùng ong bắp cày thoải mái ngủ đến giai đoạn trưởng thành. 1. Lancet. Cuối cùng trong danh sách này là loài ký sinh trùng có thể khiến những con kiến tự sát. Vấn đề này tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim viễn tưởng, thế nhưng nó vẫn có thật trong thế giới động vật. Rất may là chúng chưa tấn công con người. Sáng la gan Lancet chính là một trong những quái vật có khả năng biến loài kiến thành những xác sống và điều khiển mọi hoạt động của kiến. Bắt đầu dưới dạng trứng trong chất thải của động vật gặm cỏ như trâu bò hay hươu nai, sau khi bị oxen ăn, số trứng này nở thành ấu trùng. Oxen thải ấu trùng sáng trong những khối cầu nhỏ và nhớt. Tiếp theo, kiến sẽ ăn trứng vào bụng và ngày tàn của kiến sẽ đến. Bởi trong cơ thể kiến, loài sáng này trở thành sinh vật vô cùng nguy hiểm vì chúng sẽ kiểm soát não kiến, đặc biệt là điều khiển chuyển động và hàm của kiến, sau đó ra lệnh nó tự tìm cái chết. Chính vì thế mà khi trời bắt đầu tối, kiến thường quay lại tổ. Nhưng dưới sự điều khiển của sáng, kiến lại trèo lên ngọn cỏ hoặc loài cây khác, dùng hàm cắn vào cây cho đến khi bị loài vật khác ăn thịt. Đây là mục đích chính của loài ký sinh này, bởi khi dùng kiến làm vật hy sinh thì nó mới có thể tiếp tục đẻ trứng trong vật chủ mới và tìm kiếm con mồi mới. 3. Video đến đây là kết thúc. Theo bạn, loài vật ký sinh nào là đáng sợ nhất? Liệu chúng có thể biến loài người thành zombie không? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.